thời gian gần đây thì những biến động tại các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã làm trao đảo thị trường tài chính toàn cầu và vì lẽ đó mà các tổ chức tín dụng lớn cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy này. Nhiều chuyên gia nhận định hoạt động doanh thu và lợi nhuận của các tổ chức này chắc chắn bị ảnh hưởng không những ở thời điểm hiện tại mà còn cả trong vài năm tới. Do đó mà trong thời gian qua nhiều ngân hàng đã liên tiếp thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc để có thể duy trì được mức lợi nhuận hợp lý. Theo dự báo của tổ chức tín dụng JP Morgan Chase, doanh thu các ngân hàng đầu tư toàn cầu có thể sẽ sụt giảm 19% trong quý 3. Sự sụt giảm này đồng thời sẽ kéo theo chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hay còn gọi là EPS xuống mức thấp hơn. JP Morgan ước tính EPS của các ngân hàng đầu tư toàn cầu có thể giảm bình quân từ 2 đến 3% cho đến năm 2017. Biến động tại thị trường Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến các thị trường khắp thế giới trong 2 tháng vừa qua. Tình trạng bán tháo xảy ra trên diện rộng đã làm bốc hơi hơn 4.000 tỷ đô la trên thị trường chứng khoán nước này. Nhiều biện pháp đã được chính phủ Trung Quốc triển khai để ngăn chặn đà rơi tự do của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều này vẫn chưa đủ để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu và trong khi giới tài chính còn chưa hết bất ngờ về các diễn biến trên thị trường thì những thông báo liên tiếp về việc phá giá đồng nhân dân tệ lại tiếp tục gây ra các cú sốc mới. Những biến động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được nhận định sẽ còn tác động đến tình hình tài chính toàn cầu trong thời gian tới. Theo ước tính của JP Morgan Chase, đối với những ngân hàng đầu tư toàn cầu thế giới thì các chỉ tiêu như từ doanh thu cho đến lợi nhuận cố định, hoạt động giao dịch tiền tệ và hàng hóa trong quý 3 có thể sẽ giảm 18% so với quý trước, thay vì mức giảm 14% theo một dự báo trước đó cùng với tổ chức tín dụng UBS Group, chỉ số EBS có thể sẽ giảm bình quân khoảng 3% cho đến năm 2016. Tại hai ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley, tỷ lệ giảm tương tự của chỉ số EBS cũng được dự báo sẽ xảy ra trong năm nay. Đối với tổ chức tín dụng Deutsche Bank và Barclays, chỉ số này có thể sẽ giảm lần lượt là 2% và 1%. Bên cạnh biến động tiêu cực trên thị trường tài chính thế giới thời gian qua, thì những quy định mới về vốn theo chuẩn Basel 3 của hệ thống ngân hàng cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều tổ chức tín dụng. Theo đó, ngân hàng UBS đã phải nâng mức dự trữ tiền mặt lên hơn 5 tỷ đô la tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm đáp ứng được chuẩn Basel 3. Tương tự UBS, các tổ chức tín dụng như JP Morgan Chase, Citigroup, HSBC, Deutsche Bank và Bank of America đều đã thông báo với khách hàng về khả năng giảm lợi nhuận do việc nâng mức dự trữ tiền mặt. Đồng thời, họ có thể phải gánh thêm các khoản phí liên quan đến hoạt động gửi tiền. Ngoài ra, những bất ổn trên thị trường hiện tại cũng khiến cho tổ chức tín dụng Standard Charter cân nhắc đến việc cắt giảm 250 trong số 1.000 quản lý cao cấp, với mục tiêu cải thiện tình trạng sụt giảm lợi nhuận trong hai năm vừa qua. Standard Charter vốn vật được biết đến là ngân hàng Anh có lợi nhuận chủ yếu tập trung tại thị trường châu Á. Theo đó, khoảng 90% doanh thu và lợi nhuận của nhà băng này đến từ các thị trường châu Á, châu Phi và Trung Đông. Trong năm nay, Standard Charter đặt mục tiêu cắt giảm chi phí hơn 400 triệu đô la, và cho đến thời điểm này, ngân hàng đã sa thải khoảng 4 nhân viên, chiếm 5% trong tổng số lao động của ngân hàng. Tính từ đầu năm, cổ phiếu của Star Charter đã giảm mạnh đến 26%, theo sau là mức giảm 19% của ngân hàng HSBC. Trong hai năm vừa qua, cổ phiếu của Star Charter cũng đã mất hơn 1 phần 3 giá trị trên thị trường.